ra ngày 27 tây tháng 5 2023 anh chị, em tiếp tục về lô bò đực anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp nha anh chị. Bò đực, bò mẹ con, bò cái thịt, cô chú anh chị đằng xa nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp cho em nha. Em về đụng bò khá là đông anh chị. Đó, rất là đông bò ha. Anh chị nào có nhu cầu mà đến trại bắt giùm em ha. Hay là không đến trại được thì kết bạn Zalo. Zalo em để em gọi trực tiếp hay là chốt trên YouTube á. Trại bò Thành Trung, Tâm Phúc Vlog với trại bò Trà Vinh hả anh chị. Trại Vinh là em đang làm cái kênh trại bò Trà Vinh đó anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ nhấn vô đăng ký kênh ủng hộ trại em hả anh chị. Chứ cho em xin được like hả anh chị. Đây, em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận anh chị. Em đang có chuyến xe về Phan Thiết anh chị ơi. Đang chuyến xe về Phan Thiết ha. Cô chú anh chị nào đằng xa có nhu cầu bắt á, cái kết bạn giùm em ha, để cho em ghép xe đi cho thuận tiện ha anh chị. Đây cái vàng ăn cỏ khủng khiếp anh chị. Đây ăn rất là đông mình ha. Đây, sáng em tắm buổi sáng thì nó hơi ướt vò ha anh chị. Bữa nay em có đăng á, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á alo giùm em ha. Đây lúc tôi bỏ luôn anh chị ơi. Này chắc trên dưới phần dầm anh chị. Đây em tiếp tục mã số 1 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Bữa nay em lượng bò về khá là đông anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ trại bò em ha. Đây em sơ một con xin anh chị, một con pháp kem xù ha, kem ha. Anh chị thích con nào xào con đấy anh chị. Con xin là 7,5 triệu anh chị. Con pháp kem F2 giá tại chuồng em là 8,7 triệu anh chị. Giá 8,7 triệu, chò này chiều cao là yếu vết mốt bò anh chị. Nói chung bò là bò giá tầm trung anh chị. Một con 7,5 triệu, một con 8,5 triệu, 8,7 triệu anh chị. Con kem này giá 8,7 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Con bò này thì nó hơi gỏng bò, nó không được đặt máy ha. Đây giá 8,7 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt một cặp thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị, mã số 1 ha. Bò này em đo chiều cao giữa lưng là yếu mét mốt bò anh chị. Một con xin, một con xin, một con kem anh chị. Giá tại chuồng của em là một con 7,5 triệu, một con 8,7 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Em đang có chuyến xe đi về các tỉnh anh chị, Vĩnh Long anh chị, Vĩnh Long, Lai Dung anh chị, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai anh chị, Sóc Trăng anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang anh chị, Vũng Tàu anh chị, Bình Thuận nha. Em đang có chuyến xe về Phan Thiết anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt các tỉnh đó, có nhu cầu bắt bò cứ alo trực tiếp cho em ha. Đây xô anh, thí dụ anh chị bắt một cặp này giá tại chuồng của em là 16,200,000 anh chị. Một cặp thì 16,200,000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt bò to to này cứ alo trực tiếp cho em ha anh chị. Đây đó, cực kỳ to ha anh chị. Con này rất là to mà nó ốm, nó dẻo tàn lớn lắm anh chị ơi. Anh chị có tiền bỏ bậy nó cũng có lời, chả bá lửa luôn. Có 8,7 triệu anh chị. Con được xin 7,5 triệu ha. Anh chị bắt một cặp là giá tại chuồng của em là 16,200,000 ha anh chị. Một cặp ha anh chị. Rất là to bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò mà giá tầm trung trung thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Rất là to. Đó, anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Cái con bò xin này cái đuôi nó bị sâu ha anh chị, chứ không phải là đứt đuôi ha anh chị. Nó ăn nó xui nó sâu ha anh chị, nó còn cái tim ha anh chị. Đó. Đây, rất là to bò. Đó. Cái đuôi nó bị sâu ha anh chị. Đây, em quay kỹ cho anh chị xem cái đuôi ha. Nó bị sâu cái đuôi chứ không phải là nó bị đứt đuôi ha. Em quay rõ cho anh chị xem ha anh chị. Đây, đó. Giá tại chuồng em cặp bò này, giá tại chuồng của em là 16,200,000 anh chị, mã số 1. Cô chú anh chị rần xa có nhu cầu bắt bò cứ alo trực tiếp cho em. Hai con bò chà bá lửa luôn anh chị ơi. Nuôi vài tháng bằng thịt, mình bán chia hàng xóm cũng lỗ anh chị. Rất là to ha anh chị. 16,200,000 mã số 1 anh chị. Một con kem, một con xin anh chị. Con kia là một pin lực luôn anh chị, mà nó tại vì nó dẻo bò anh chị, cho nên cái giá nó cũng mềm tại vì lông nó xù á. Đó, thấy nó xù anh chị. Lông gòn anh chị. Đó, nó sẽ gớt hết thì nó ok anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Bò này cứ ngắt bò hết rồi anh chị ơi. Giá rất là mềm anh chị. 16,200,000 một cặp ha. Còn anh chị bắt lẻ một con 8,7 triệu, một con 7,5 triệu ha. Một con 8,7 triệu, một con 7,5 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cá alo giùm em một cặp bò này anh chị. Đây, rất là to ha. Chiều cao con này là yếu mét mốt anh chị, trên mét ha. Rất là bự. Qua mẹ con mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị.
Đây, con mẹ này chiều cao em đo giữa lưng là trên 1m1 anh chị, dính ngang cái ha. Cô chú anh chị đằng xa có nhu cầu mà bắt mẹ ăn con mà giá tầm trung cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, ngang cái rất là chanh chua anh chị. Con bò này đẻ tầm khoảng 3 lứa bò anh chị. Cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi, mẹ xin con cái kem ha. Con mẹ có dàn cúng rất là tốt ha anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm những cái mẫu bò mà giá tầm trung trung thì cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Cúng yếm lòng thòng ha anh chị. Đây, giá này giá tầm trung ha anh chị. Mẹ ăn con này có giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi anh chị. 11 triệu rưỡi cho mẹ ăn con ha anh chị. Cho một bộ mẹ ăn con ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây. Rất là dài đòn ha anh chị. Mà giá là rất là yêu thương luôn anh chị. 11 triệu rưỡi cho một bộ mẹ ăn con ha. Trái sữa nè anh chị. Đây. Đó. Còn con nghe đây, nghe con cực kỳ ok luôn ha anh chị. Rất là mát sữa ha. Cái màu ngoài nó đỏ huyết luôn anh chị. Cái con mẹ ngoài nó đỏ lắm anh chị. Vô hình thì nó bắt buộc nó phải nhạt, nó lợt đi ha anh chị. Bò này xé mặt xé lưng là rồi đều chín hết anh chị ơi. Cái đuôi là lết phết anh chị. Cô chú anh chị nào có những bắt những cái mẫu bò này cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi ha. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, em đo em quay cái xem cái mặt nó cho anh chị xem ha. Đây, xe mặt xe lưng là đều chín hết anh chị. Cái màu rất là đỏ anh chị. Cô chú anh chị đó ít tiền mình muốn nuôi, thích nuôi mẹ ăn con mà mình nhìn thả động mình bắt những cái bộ này ha. Cái bò của bên em á. Đây, mẹ ăn con rất là chanh ha anh chị. Đó, đứng rất là ok ha. Mẹ ăn con là giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 2 cái liên hệ trực tiếp giùm ra bò Hành Trung giúp em anh chị. Anh chị nuôi mập lên, anh chị bán thịt cũng được ha anh chị. Đó. Bò thì dẻo dẻo ha. Anh chị bắt bò bên em á thì về tầm khoảng 1 2 3 ngày một tuần lễ anh chị thả đồng anh chị. Em có một số anh chị bắt bò em chưa bữa trước bữa sau bắt thả đồng về dễ tẹt 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 cái điện em kêu em đổi bò lại rồi sao em đổi được anh chị. Đó, thí dụ mà anh chị chích không hết anh chị điện em là cũng thua luôn ha anh chị. Bò em trước khi giao anh chị xuống nhận bò coi con bò nó ok không, có nhắc dò hay bị này kia hay không ha anh chị. Để công anh tránh trường hợp anh em mình cự cãi nhau qua lại nó không được vui vẻ ha anh chị. Đây, giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi ha. Mẹ con nghe cái giá 11 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho em ha anh chị. Đây, cái sữa là trà bá lửa ha. Đây. Rất là bóng bò ha. Đây. Đó. Rất là bóng bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha anh chị. Bò này nó cũng dẻo, nó không được mập mấy anh chị. Đứng tướng thì cũng hơi ok. Giá tại chuồng em là 11 triệu rưỡi. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Giá tại chuồng em là 11 triệu rưỡi mẹ ăn con ha anh chị. Đây rất là sạch bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em. Mẹ ăn con nghe cái anh chị. Tiếp tục mẹ ăn con mã số 3 anh chị. Mẹ ăn con mẹ cái anh chị. Bò này đã chắc tầm 3 lứa 4 lứa anh chị ơi. Bò này khỏi tính lứa anh chị. Nó già bò cứng bò anh chị nhưng mà nhờ cái nó rẻ tiền anh chị. Mẹ con 3B nghe cái. Bò này chiều cao tầm khoảng 1m1 bò anh chị, mẹ này mẹ bô ha. Mẹ tầm 3 lứa bò ha anh chị, bò này xé mặt xé lưng đều chín anh chị. Bò này còn thịt ha anh chị. Nó cũng sạch sạch giống như cái mẫu mã số 2 vậy. Bò này em bắt chung chủ ha. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt giá mà tầm chung chung thì về mình thả đồng cứ alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Mẹ con nghe cái giá tại chuồng của em là 11 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt những cái mẫu bò là giá tầm chung chung thì cứ alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em. Mã số 3 anh chị nhớ mã số 3 giùm em anh chị. Bò này quá mềm luôn anh chị ơi. Thịt không con mẹ không là 8 triệu rưỡi rồi anh chị. Em khoan tiền cho anh chị luôn á. Nó rất là mập bò ha anh chị. Cô chú anh chị xài những cái mẫu bò này cứ alo giùm em ha. Đây, con đây, con cái 3B ha anh chị. Ú nù luôn ha anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok. Bò này đùi đẹp lắm anh chị, còn thịt lắm ha. Cái sữa thì nó không được to mấy anh chị. Tại vì nó bú anh chị. Chứ hận đây cũng thiếu cỏ đó. Đó. Cặp bò này giá tại chuồng em là 11 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Giá này giá tầm trung anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, những mẫu mã mà giá tầm trung trung thì cái alo giùm trại bò Thành Trung giúp em. Mã số 3, anh chị nhớ mã số giùm em ha. Có khi anh chị bắt bò anh chị đừng hỏi ngược lại em, có khi em lu bu cái em không nhớ anh chị. Cái chiều cao kích thước là em có báo trong cái video hết anh chị. Em có làm thêm một cái kênh mà trại bò Trà Vinh đó anh chị. Em để hình con ba bê bông á, cái hình đại diện là ba bê bông á, anh chị mà có nhu cầu bắt bò á, cứ nhấn vô đó đăng ký kênh với anh cho em xin được like anh chị.
cho cái kênh nó phát triển lên ha anh chị. Với là em bán là chỉ ba kênh là Trại Bò Trà Vinh nè, Tâm Phúc Vlog nè, Trại Bò Thành Trung ha. Nhưng mà cái tiếng nói của em mới đúng anh chị, nhưng mà vô mấy tiếng khác là không phải nha. Cái tên là cái tên, cái số điện thoại là em có ghi sẵn ở trên đó hết anh chị. Cái số điện thoại của em ha, em xài duy nhất hai số anh chị, 0977922285 anh chị là số Zalo em anh chị, 0772816004 là số Zalo em anh chị. Đây mẹ con này giá tại chuồng của em là 11,5 triệu, mẹ con nghe cái giá 11,5 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đây con nghe thấy cưng lắm anh chị, ở về mắc mưa anh chị, này đang mưa nó hơi xù xù, nó không được sùng mấy ha. Đó. Đây giá tại chuồng của em là 11,5 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp anh dùm em anh chị, thích những mẫu bò mà giá tầm chung chung thì về mình thả lòng á, alo dùm em ha anh chị. Giá tại chuồng của em là 11,5 triệu. Mẹ con mã số 3 anh chị, anh chị nhớ mã số dùm em ha anh chị, mã số em 11,5 triệu anh chị cho một bộ mẹ con ha anh chị. Để em tiếp tục mẹ con bô anh chị, con mẹ này sừng cui anh chị, đẻ tầm khoảng 3 lứa bò anh chị, dính con ngá đực ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt những cái mẫu bò mà giá tầm chung chung thì cứ alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị, dính ngá đực cực kỳ to ha. Đây con mẹ còn khá là mập anh chị, xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị ơi. Con mẹ này chiều cao tầm khoảng 1m50 anh chị. Giá này giá tầm trung anh chị. Anh chị nuôi lớn con đực lên để mình bán chừng chục triệu cái mình ngủ anh em lại thịt con nái cũng lời anh chị. Đây. Đó, mẹ con này giá tại chuồng em là 14 triệu anh chị. Nói chung là sinh sản bình thường ha anh chị. Em bán những mẹ con là sinh sản bình thường mới bán mấy cho anh chị ha. Nó sinh sản bình thường mới đẻ ra được con ngé đó nghe anh chị. Đây. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Cái sừng nó lúc lắc anh chị, cái sừng cui á anh chị. Anh chị nuôi bò anh chị biết ha. Cái sừng nó lúc lắc anh chị, tàn nó cũng gọng bò lắm anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 14 triệu mẹ con. Nghe được. Cô chú anh chị có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp dùm anh chị. Mã số 4 giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị. Mẹ con nghe được. Anh chị nào quan tâm những cái mẫu bò này cứ alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây, rất là đẹp bò ha anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm trại em ha. Rất là sạch bò ha anh chị. Xương đứng như cây cơ anh chị. Con ngé giờ lú tiền hết rồi. Ngé này giờ tầm khoảng 6,5 triệu trở lên ha anh chị. Đây. Cái sữa là chà bá lửa luôn. Đó. Rất là to ha anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok bò. Chỉ 14,5 triệu sâu một bộ mẹ con ha, thả đồng được ha anh chị. Anh chị nào động trống trống bắt những mộ bò này về mình thả là ok ha. 14 triệu anh chị, mẹ con nghe được. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây. Rất là sạch anh chị. Cái sừng cui lúc lắc đã lắm anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đây nè. Cái sừng nó nhúc nhích anh chị. Đó. Cái mặt nè. Đó, em quay dần mặt lại cho anh chị xác anh chị xem ha. Cái sừng nó sừng cui ha anh chị. Cái sừng nó nhúc nhích ha anh chị. Đó. Đây. Nó vô cái màn hình là cái nó chói cái con mắt con bò ha anh chị. Tại vì em bắt đèn á. Cái đèn lát đó anh chị, nó hơi chói anh chị thấy mắt nó hơi đỏ đỏ xanh xanh vậy anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 14 triệu ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này giá tầm trung gì cứ alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. 14 triệu mẹ con nghe được. Mẹ xin con được kem hả anh chị. Còn chú anh chị nào có quan tâm alo dùm em hả anh chị. Cái đít con bò này rất là đẹp hả anh chị. Nghe con nè. Đít thề lè. Đó. Cái dàn lưng đó nè anh chị. Con mẹ nè. Ăn uống thùng bụng là ok. Vú trái sữa là cũng là ok hả anh chị. Cũng còn trái sữa to lắm. Chỉ 14 triệu mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em hả anh chị. Ngoài rất là kỹ cho anh chị xem ha. Đứng rất là xa. Tuần bò em về khá đông luôn anh chị ơi. Anh chị nào có quan tâm cứ alo giùm em ha. Tiếp tục mẹ con mã số 5 ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ con mã số 5 liên hệ trực tiếp cho anh chị. Mẹ con sừng cui á, con là đẻ tầm khoảng 2 lứa bò anh chị ơi. Nó rất là to anh chị, chiều cao là trên 1m2 bò anh chị. Nó ốm tàn lớn nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Này, rất là to bò với nó nghe cái anh chị. Đây mẹ con mã số 5 giá tại chuồng là 17 triệu anh chị. Mẹ tàn lớn anh chị, giá 17 triệu con lớn anh chị. Bò này còn bú mà bú giác anh chị.
chứ không còn được như sữa nhiều giống như bờ kia anh chị, nó còn bú mà nhấp nhem anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Này đó. Nó đang bú anh chị ơi. Đây con nó lú tiền bệnh kỳ anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 17 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 5 cứ liên hệ trực tiếp dùm em ha anh chị. Đây con bây giờ tách ra được 7 triệu rưỡi anh chị ơi. Chà bá lửa luôn đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt muốn thả đồng thì mình nên đầu tư những cái hổ bò này anh chị. Ốm ốm tàn tàn ha anh chị. Đây đó, trái sữa đó rất là to bò anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi, 17 triệu anh chị. Mã số 5 giá 17 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Cảm ơn thời gian qua anh chị tin tưởng trại em rất là nhiều anh chị. Cái lượng bò em nói chung là ngày nào em cũng có về hết anh chị. Anh chị có bắt bò á, mà thí dụ mà kênh YouTube em á, em bán hết anh chị. Em like là buổi chiều anh chị, là 6:20 em đăng lên kênh YouTube anh chị. Anh chị có bắt á, thí dụ mà mẫu bò ở trên kênh em đăng em bán hết rồi, anh chị kết bạn Zalo với em là bò lúc nào trong trại em về hàng ngày á, thí dụ bữa nay em không về ngày mốt em cũng về, kết bạn Zalo em để em gọi trực tiếp cho anh chị xem cái mẫu bò mà anh chị cần ưng ý anh chị bắt ha. Giá tại chuồng em mẹ ăn con, giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. Mẹ con nghe cái siêu bự ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây rất là to bò ha anh chị, giá 17 triệu mẹ ăn con. Nghe cái mã số 5 ha anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều tin tưởng trại mà. Không thể hôm nay ha anh chị. Hôm nay em về bộ đực cũng khá là đông luôn anh chị. Em về trên dưới có 20 con á. Em nhờ ông anh ở trên Lai Dung anh xuống anh hốt hết trơn luôn. Cũng cảm ơn ông anh với chị rất là nhiều á. Không ngại đường xá xa xôi bắt bò em bên em ha anh chị. Với bò thịt rất là đông. Lượng bò em rất là đông anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ giùm em ha. Đây em giờ trên dưới giờ nó cứng chuồng luôn anh chị. Đây đó, trên dưới chắc còn phòng khoảng 100 lẻ anh chị đó. Rất là đông bò ha. Đây là mẹ ăn con ha anh chị đó. Giá tại chuồng em là 17 triệu ha. Mẹ này sừng cui tàn rất là to ha anh chị, mà ốm tàn ha. Bò bên em là ốm tàn chứ không có mập ha anh chị đó. Ta đông bò. Tục mẹ con cái đực ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp cho mẹ anh chị. Con bò này thiếu đủ yếu mét 2 ha anh chị. Đây bò mẹ kem ha anh chị. Bò tơ để lứa đầu anh chị, rất là mập ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 18 triệu anh chị. Giá 18 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Đây con mẹ rất là mập bò ha anh chị, rất là to ha anh chị. Đây mập nút luôn. Giá tại chuồng của em là 18 triệu. Mã số 6 anh chị. Mã số 6 giá 18 triệu. Đây xương sóc đứng thẳng gẳng anh chị ơi. Tính hết clip rồi về lính về thêm một clip nữa anh chị. Đây giá tại chuồng của em là 16 triệu ha. 18 triệu anh chị. Mã số 6 18 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm á, cứ alo trực tiếp giùm em ha. Em quay thì nó không được kỹ mấy anh chị. Con mẹ còn rất là khá là mập anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Con mẹ còn là khá là mập ha. Đây đó, giá tại chuồng của em là 18 triệu mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho mẹ ha anh chị. 18 triệu cho bộ mẹ con ha. Đây rất là to bò ha anh chị. Đây rất là to. Đây, em đi đứng là xa cho anh chị xem ha, tính nghe được anh chị. 18 triệu cho bộ mẹ con nghe được. Mã số 6 anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm anh chị. Bò này tơ để lứa đầu ha anh chị. Để lứa đầu. Giá tại chuồng của em là 18 triệu mẹ con nghe được. Em ra có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước anh chị. Em đang có chuyến xe đi về Bình Thuận anh chị, Phan Thiết anh chị, Vũng Tàu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Con bò này khá là mập anh chị. Đây nó xuống xe thì bắt buộc nó phải xốc xe, nó dính cứt vô cái bông đít đó anh chị. Hôm nay tại về bò đông quá nè cho nên em tính nghỉ hết clip rồi, em tiếp tục thêm một clip nữa anh chị. Cho anh chị nào có nhu cầu bắt ha. Mẹ ăn con nghe đực này giá tại chuồng của em là 18 triệu anh chị. Nghe đực giá 18 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Rất là to bò anh chị. Bò này em đo yếu 1m2 một tí anh chị. Nó xém xém 1m2 á.
dưới mét 2 một tí ha. Bò tơ lẻ lứa đầu anh chị, chín con ghé đực kem ha, mẹ kem con ghé đực kem anh chị. Giá tại chuồng của em là 18 triệu, mẹ con ghé đực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm tại bò trung giúp em anh chị. Đây, rất là to anh chị. Cực cứng luôn. Rất là to bò. Rồi nó cứng ngắc hết trơn rồi anh chị ơi, anh chị thấy nè. Bây giờ nó cứng ngắc hết luôn rồi anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 6 mẹ con 18 triệu cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Con mẹ cực kỳ đẹp luôn anh chị. Rất là to bò. Tính dài của bò anh chị. Cực kỳ VIP luôn. Rồi, rất là đông ha. Công nghệ đường xá xa xôi, tính dài bò hầm chung ha. Đông nghẹt luôn. Xe nó chạy luôn ha. Còn tháp á. 7 con, 7 con. Một cặp 27 rưỡi. Một cặp 23 rưỡi, một cặp 16 rưỡi. Một cặp một con 9 triệu. 23 rưỡi. Một con 9 triệu. Rồi. Tổng cộng 76.500.000 mất là chỉ 500 kia chỉ cọc tiền đi. Cái nào rồi thế đấy phải không? Rồi. Rất là đông ha. Sắp đến rồi. Đây ăn nghẹt luôn. Ừ. 76 triệu á. Có cái 5 năm không? Ừ. Chơi cọc 6 triệu đi. 5 triệu vẫn được. Kêu ảnh kìa, anh chị á. Quá trời đông luôn. Khá là đông luôn.